Alright, xin chào tất cả các bạn. Quay lại với một cái video khác. Video ngày hôm nay sẽ làm hơi khác tí xíu. Hồi sáng giờ mình không có quay vlog rồi này kia. Hồi sáng mình tính quay vlog, mình cầm camera lên, xong cái lúc mà đi ra khỏi nhà, rồi sáng giờ lo làm việc, xong mình cũng quên, mình cũng không có update gì nhiều. Và bây giờ mình mới vừa làm việc xong, hôm nay là một cái buổi tập chân của mình, nên mình muốn thay đổi một tí xíu. Thì comment ở phía dưới cho mình biết nếu mà bạn thích cái dạng content giống như thế này, thì lâu lâu mình có thay đổi một tí xíu, quay những cái dạng content như thế này cho các bạn. Nó chỉ đơn thuần là những cái content gọi là cái raw footage, gọi là những cái video mà đơn thuần chỉ là mình tập luyện thay vì là voice over. Có cái microphone này thì mình vừa tập vừa nói chuyện với các bạn, chia sẻ cho các bạn những cái tips. Ví dụ như trong lúc mà mình tập, trong đầu mình nghĩ ra cái gì, ngay khúc đó mình có thể nói liền và chia sẻ liền, thay vì là bình thường là mình quay xong mình đi tập xong về cái mình voice over rồi mình nhớ gì thì mình nói đó, hay là có cái gì trong cái lúc mà mình voice over mình nói. Còn bây giờ thì nó sẽ trực tiếp hơn, ngay cái thời điểm mà mình tập, mình nghĩ cái gì mình nói đó, hay là mình đau như thế nào, mình cảm giác như thế nào, mình đều chia sẻ giống như là một cái buổi live vậy đó. Nên mong rằng bạn thích cái content ngày hôm nay. Hiện tại mình đang warm up, thì như bạn thấy mình bắt đầu pre-workout kicks in vô, nên người cũng bắt đầu nóng nóng lên, và cũng tim bắt đầu đập lên, và bây giờ đang khởi động làm nóng người. Thì nguyên một ngày mình ngồi làm việc rồi, nên bây giờ hôm nay tập chân nữa, nên mình sẽ chú trọng cái việc khởi động của mình hơn, để cho mọi thứ nó được giãn ra, cơ giãn ra, người lỏng lẻo hết, để cho mình có thể có một cái buổi tập thật là tốt. Thì ngày hôm nay mình cũng ăn được hai cữ ăn rồi. Hôm nay sẽ là một cái buổi tập nó cũng không phải là siêu nặng, tại vì cái tuần này là cái tuần gọi là deload của mình. Cái tuần deload có nghĩa là mình sẽ tập nhẹ tí xíu, có thể sẽ làm một set tập nặng chỉ 1 đến 2 rep gì thôi, có thể sẽ thử cái mức tạ đã lâu rồi mình không đụng tới, khi mà mình khởi động tất cả mọi thứ mình cảm giác nó như thế nào, rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục. Thì như bạn coi video trước thì hiện tại mình đang theo cái lịch tập của Jeff Nipper, thì theo cái lịch trình của Jeff Nipper trong cái chương trình đó, tuần này của mình sẽ là cái tuần deload, có nghĩa là mình sẽ tập nhẹ tí xíu với cái mục đích là cho cơ thể khôi phục, và cũng như để mình có thể cho được những cái tuần tiếp theo có thể tập nặng hơn. Và cái bài tập đầu tiên mà mình tập sẽ với cái công cụ này đây. Có thể đây lần đầu tiên bạn thấy cái công cụ này nó rất là tốt, và trước buổi tập chân mình rất là thích tập bài này. Đây là bài nó ngược lại với cái bài cho cái bắp chuối. Thì thường bạn tập bắp chuối bạn sẽ nhón lên như thế này, còn này nó sẽ tập ngược lại. Thì trước buổi tập mình tập với cái bài này để nó khởi động cái phần ngay cái cẳng chân của mình, giãn cái phần đó ra để cho mình có thể squat sâu hơn. Bạn nào có gặp khó khăn trong cái vấn đề squat sâu xuống á, thì bạn có thể nên thử khởi động cái phần này và phần cẳng, phần bắp chuối của bạn trước, trước khi bạn vào bài squat. Thì mình chỉ việc nhấc nó lên như thế này cho nó ra khỏi sàn, rồi xong mình chỉ việc nhúng bằng cái cẳng chân của mình, và nó rất là tốt cho nhóm cơ ngay chỗ này. Thì mình tập cỡ 12-15 cái thôi, để nhẹ nhàng chậm rãi cảm nhận cơ. Lý do tại sao mà mình đổi sang giày là cái giày này nó hơi khác biệt bình thường với giày bình thường một tí xíu, là cái giày này là giày squat. Như bạn thấy cái đế ở dưới rất là cứng và rất là chắc chắn, và ở đây bạn thấy nó có nâng lên một tí xíu như thế này để nó tạo cái góc độ để cho bạn có thể squat sâu xuống, và nó sẽ dồn áp lực rất là tốt lên trên phần cơ đùi trước của bạn, và cũng như vì do ở dưới nó phẳng và nó cứng nên nó sẽ rất là chắc chắn cho cái việc tập squat của mình. Khi mà bạn mua mấy cái đôi giày mà chạy bộ, bạn tập squat thì kia đồ, cái đế ở dưới người ta thiết kế để chạy bộ nên cái đế nó rất là mềm, nên nó rất là êm. Thì khi mà bạn tập squat á, thì bạn sẽ bị dễ mất thăng bằng. Bạn cứ tưởng tượng giống như là bạn đang tập bài squat đứng trên một cái ghế sofa vậy đó, nó rất là không chắc chắn. Nhưng mà khi mà có những đôi giày giống như thế này, hoặc thậm chí đơn thuần là đôi này cũng được, đôi này thì nó có đế ở dưới nhưng mà cái phần này nó cũng hơi cứng một tí xíu nên cũng được. Còn không, dễ nhất là cởi giày ra và squat với chân không, hay là mang vớ để squat, để tập chân.
Bài đầu tiên sẽ tập sẽ là squat. Như ở đây thì mình có hai cái xà bên này với lại bên này, nhưng mà lần nào cũng vậy, mình thích dùng cái xà này hơn. Trong kia nó cũng ok, nhưng mà mình squat cái này quen rồi nên mình dùng cái này không à. Cái sự đều đặn thì khi mà bạn đã quen với một cái dụng cụ tập nào, cái máy tập nào hay cái cách setup nào rồi thì cứ cố gắng giữ nguyên như vậy. Nó sẽ giúp cho mình có thể rất là dễ để tăng tạ, tại vì khi một cái gì đó bạn quen rồi bạn sẽ làm nó dễ dàng hơn. Bạn lặp đi lặp lại, bạn trở nên tốt hơn qua thời gian, bạn chỉ việc thêm tạ và rất là dễ. Những lúc mà tập mấy cái bài compound thì mình có một cái routine, có là một cái warm up. Thì đương nhiên sau khi warm up những cái bài tập mới nãy như bạn thấy, thì cái bài tiếp theo mình warm up sẽ với cái thanh bò như thế này. Bạn sẽ lấy thanh bò ra, mỗi bài tập như vậy là 10 cái không ngừng nghỉ liên tục luôn, một cái 10 cái đẩy vào. Sau đó hạ thanh bò xuống, làm 10 cái kéo lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó 10 cái như gọi là clean. Sau đó 10 cái Romanian deadlift. Good morning. 1 2 3 4 và cuối cùng 10 cái squat. Và mình bảo đảm với bạn, sau khi bạn làm xong cái đống đó thì thứ nhất là người bạn bắt đầu nóng lên rồi, mọi thứ nó bắt đầu lỏng ra và nhịp tim đập cũng nhanh, tại vì tập liên tục không ngừng nghỉ và bạn đã sẵn sàng bước vào cái buổi tập của bạn. Hôm nay mục tiêu là squat từ 295 pound đến 315, thì cái đó là cái khoảng số tạ mà mình cần tập ngày hôm nay. 295 hay là 315 sẽ tùy do mình chọn, nhưng mà nó nằm trong cái khoảng đó. Thì mình sẽ warm up coi những cái mức tạ kia nó cảm giác như thế nào, thấy nhẹ thấy ok sẽ làm cái mạnh nặng nhất 315. Thì 315 là 3 bánh tạ, đã lâu lắm rồi mình không squat 3 bánh tạ. Như mình có nói là trước đó mình tập thiên về bodybuilding, mình không còn tập squat, bench, deadlift, powerlifting nữa, nên hiện tại đang quay trở lại với cái chương trình power building có sử dụng 3 bài tập chính đó, thì mình đang làm quen lại cái form tập và đang build cái sức mạnh của mình trở lại. Hôm nay là nếu mà squat 3 bánh sẽ là cái ngày đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà mình không squat 3 bánh. Mặc dù là mức tạ warm up nhưng mà cứ nghĩ nó là cái mức tạ chính của ngày hôm nay, là cái mức nặng để cho tất cả các reps nó chồng giống nhau. Số rep càng giảm xuống để cho mình có thể dưỡng sức. Nếu bạn có thấy hơi ồn thì cho mình sorry, tại vì mình mới vừa mở hai cái máy lạnh lên, thì nãy giờ mình warm up mình khởi động mình không mở gì, không mở quạt, không mở máy lạnh luôn, tại vì sợ ồn và cũng như là mình cũng muốn làm cho người mình nó nóng lẹ để khởi động, nên mình tắt mọi thứ. Nhưng mà hiện tại mặc cái áo này nó cũng dày nên chịu hết nổi rồi, phải mở máy lạnh lên. Ok.
Ok, và hiện tại đã lên tới mức là 275 pound, là hai bánh tạ với cục 25 pound. Đây là cái set khởi động cuối cùng của mình. Thì tùy vào cái set này, cái tốc độ nó như thế nào, cái cảm giác của mình như thế nào, thì mình sẽ quyết định là đi 295 hay là 315. 315 với lại 295 thì nó khác biệt cỡ 20 pound. Nghe qua 20 pound nhiều người sẽ nghĩ là đâu gì nhiều đâu, nhưng mà 20 pound cho những cái bài compound như thế này nó make a big difference luôn. Nó gọi là nó rất là khác biệt, giống như bạn đẩy ngực hay này kia rồi, hay deadlift, bạn chừng 5-10 pound thôi bạn đã cảm nhận nó khác biệt rồi, nó chỉ là 20 pound đúng không? Và set cuối cùng này thì mình sẽ đeo dây đai lưng vào, tại vì cũng gần tới set chính của mình rồi nên mình muốn bắt đầu làm quen với cái dây đai lưng để coi tốc độ nó như thế nào, rồi sẽ quyết định là 295 hay là 315. Hiện tại ở đây phòng gym còn mình có mấy người đã tập xong, người ta đi về rồi, cái nhóm mà buổi chiều chưa tới tập nên nếu mà gãy hay bị gì chắc còn còn mình tự chịu. Để coi maybe chắc là ok, cái này đập xuống chắc không sập đâu ha. Máy móc đồ ở đây của tụi mình không có bắn đinh xuống sàn. Máy đồ cái này di chuyển rất là dễ dàng. Đó là lý do tại sao nãy giờ mình còn giữ hai cái bánh dưới này mình không dùng, tại vì giữ cho nó không có bị lật. Theo bạn nghĩ thì mình có làm được 3 bánh hay không? Lightweight baby. Vô trận. Come on. Quá dễ dàng. Mình rất là happy, rất là vui với cái mức đó. Thì như mình có nói là đã lâu rồi mình không đụng tới ba bánh tạ này. Và mình coi lại video clip xuống sâu, điều khiển lúc xuống và lúc lên cũng khá là nhanh. Thì tính theo OPE thì mình nghĩ OPE mới nãy là cỡ 8, 8 rưỡi. Mình nghĩ 8. Comment phía dưới cho mình biết theo các bạn nghĩ thì cái mức mới nãy là bao nhiêu. Cái đó là cái mức tạ chính của mình ngày hôm nay. Như mình nói là hôm nay tuần này sẽ là cái deload week của mình, thì chỉ có một set nặng với một rep mà thôi. Sau đó mình hạ tạ xuống, thì bây giờ hạ xuống 250 pound. Và cái bài tập mà mình tập tiếp theo sẽ là tập low bar squat. Thì mình tập 2 bar, thường là mình tập 2 bar cho cái bài tập chính của mình. Nhưng mà hôm nay mình sẽ work với lại low bar cho cái variation, gọi là cho một cái phần bổ trợ cho cái bài squat của mình. Thì hai bánh là 225 cộng với 10 mỗi bên cộng với 20 pound, 245 thêm 2.5 nữa là 5 pound, tổng cộng ra 250. Yeah, làm toán ghê không? Thấy làm toán ghê không? Dân tập gym làm toán gì ghê lắm. Còn đi ra tính toán mấy bài toán bình thường thì tính không lại. Bảo đảm luôn, khi bạn nói chuyện với dân tập gym lâu năm, cộng bánh tạ, bảo đảm bạn cộng không lại dân tập gym đâu. Cũng đã rất là lâu rồi mình không tập low bar squat. Thì bởi vì cái vấn đề là cái cổ tay của mình nó khá yếu. Mình biết là mình có thể quấn cổ tay rồi này kia và tập dần qua thời gian nó quen. Nhưng mà từ đó tới giờ mình tập 2 bar nhiều rồi nên mình rất là quen với tập 2 bar. Mình đã có một thời gian mình chuyển qua tập low bar thử, nhưng mình cảm giác là 2 bar mình vẫn thích hơn. Và mình cũng không có thi đấu powerlifting hay gì, cũng không có thiên về là tập được mức nặng nhất. Nên 2 bar để mình có thể build lại cơ đùi của mình. Thì mời các bạn comment cho mình biết là mình có tập đúng hay không. Tại vì như mình nói là mình không phải thiên về low bar, nên bạn nào tập powerlifting có hay tập low bar thì coi video, thấy chỗ nào mình cần chỉnh thì hỗ trợ comment cho mình biết và góp ý cho mình biết nha.
Và tiếp theo là đá đùi. Đương nhiên là cũng khởi động trước sơ sơ qua một set. Cái đó là cái sở thích của mình, cũng như là cái thói quen của mình rồi. Khi mà mình bước vào một cái bài tập nào đó, mình thường luôn có một cái set khởi động. Cái set đó đương nhiên sẽ không tính là cái set chính của mình, nó chỉ là set khởi động. Rồi sau đó mình mới vô cái set chính của mình. Thì hôm nay tập 12-15 cái vào cái bài tập này. Thì vô mình chọn 105. Bây giờ mình chọn 105, mình làm cỡ 8 cái. Đi chậm, cảm nhận cơ, dồn máu vô đùi trước. Rồi sau đó mình chọn cái mức tạ chính của mình sau. Cái bài này thì các bạn nhớ thì luôn luôn tất cả các máy nó sẽ có một cái điểm, cái trục nó ngay góc như thế này. Cố gắng giữ cho cái đầu gối của mình ngang với cái trục này là ok. Sau đó cứ nắm cái phần này giữ chặt, đừng có nhấc cái người của mình, chỉ cảm nhận dùng đùi trước của mình đá tạ lên thôi. Thở ra. Ba. 4 5. Xong bài tập này là xong tất cả các bài tập chính. Có thể mình sẽ tập thêm cái bài banh đùi, sau đó tập tí xíu bụng là xong. Buổi tập ngày hôm nay quan trọng nhất chỉ là cái bài chính, là cái bài squat mới nãy. Còn cái bài này thì tập cảm nhận cơ, không nhất thiết tập quá là nặng. Như mình có nói là đây là cái tuần đi load của mình. Hiện tại trên cái phone của mình đang có cái app này. Cái app này để mình dùng để mình track lại cái buổi tập của mình, giống như tuần trước mình tập với mức tạ bao nhiêu, rồi tuần này mình sẽ tập với bao nhiêu thì mình track lại hết. Thì tuần trước mình đã tập với 165, mình đã làm được 15 cái cho 3 set rồi. Thì tuần này mình sẽ nhích lên. Thì ở đây từ 165 nó nhảy lên 180 luôn. Nhưng bình thường nếu mà phòng gym của bạn á, những bạn mới tập thì mình khuyên gắn thêm một cái cục tạ nhỏ trên này để cho cái số mức tạ, cái sự tăng tạ nó không quá là cao. Nhưng mà cái đối với bản thân của mình thì 180 mình biết là mình có thể cố gắng, mình có thể push để làm được 3 set 12 cái. Tại vì mình đã từng tập qua 180 rồi nên mình biết sức của mình nó bao nhiêu. Còn đối với những bạn mới tập thì mình khuyên là tăng nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như nếu mà từ 165 lên 180 bạn tập không nổi, bạn có thể nhích chừng 5 pound thôi, gắn thêm cục 5 pound vào. Thì 165 thì lên 170, rồi 175, rồi 180, 185. Tăng từ từ chậm cũng được, không sao hết. Cái này là cái cuộc đua đường dài, không có ai mà đuổi theo bạn hay ép bạn phải đạt mục tiêu liền hết. Cứ từ từ, từng bước từng bước. Dừng ở 13 cái, tại vì mình biết là mình còn thêm 2 set nữa nên dưỡng sức tí xíu, rồi 2 set cuối mình cũng dồn được nhiều tí xíu. Tiếp theo là cái bài này thì
mình biết rất là nhiều bạn nam sẽ kỵ hay là nghĩ là mình sẽ không cần tập bài này, tại vì đa số bài này các bạn sẽ thấy nữ tập nhiều, bởi vì nhiều bạn nam sẽ lấy cớ là mình đâu cần tập cơ mông hay là mình đâu cần phát triển cơ phần đùi của mình nhiều hay này kia đâu. Nhưng mà thật sự bài này nó cũng rất là tốt. Những cái nhóm cơ nhỏ, phần chân, phần thân dưới của bạn nó cũng sẽ được sử dụng trong những cái bài compound như là squat, deadlift đồ này kia. Nên nếu mà bạn muốn tăng sức mạnh cho những cái bài kia thì những cái chi tiết nhỏ, những cái bài nhỏ nhặt như thế này thì đừng bỏ qua. Bài này không cần tập nặng, tập trung vào cảm nhận cơ thôi. Các bạn có thể nắm tay ở đây hay là để phía trước thì tùy. Bài cuối cùng rồi, cable crunch, bài này tập cơ bụng với tạ thì dùng cái sợi dây thần này. Bài này mình tập 3 set 12-15 cái. Một cái điều quan trọng các bạn nên lưu ý ở đây là cái hơi thở của mình. Rất là nhiều người bỏ qua cái vấn đề này nhưng mà nó siêu quan trọng trong đa số tất cả các bài tập bụng luôn. Các bạn để ý những cái người võ sĩ khi mà người ta chuẩn bị để cho một người nào đó đánh vào cơ bụng của người ta, người ta sẽ gồng cái phần cơ bụng của người ta lên bằng cách người ta sẽ thở hết hơi ra. Hiện tại bạn ngồi ở đây thì thử đi, để cái tay vô cái phần bụng của mình rồi thở hết hơi ra. Thì bạn sẽ thấy cái phần cơ bụng của mình nó được gồng chặt. Thì đây là cái mục tiêu khi mình tập bài này, thì lúc mà mình gồng cơ bụng ở phía dưới, mình sẽ thở hết hơi ra và cố gắng giữ cái phần cơ không cố định, đừng cho dùng đà quá là nhiều. Tập trung vào thở ra khúc ở dưới và chỉ dùng cơ bụng để gập bụng mà thôi. Thả lỏng phần nắm tay và chỉ dùng cơ bụng gập xuống thôi. Như mình nói là mình đang cố gắng mang lại thêm nhiều cái content cho các bạn, quay lại những cái buổi tập của mình, quay lại cái quá trình mà mình build cơ hay là tập luyện hay là về đời sống của mình trong năm 2024 này. Mình dùng những cái video này không những là để chia sẻ tip, chia sẻ kinh nghiệm, những cái giá trị cho các bạn, mà cũng để cho bản thân của mình có thể là những cái cuộn phim để quay lại cái cuộc đời của mình, để sau này khi mà mình có thể nhìn lại mình thấy ok là mình đã trải qua những cái giai đoạn như thế này, thế này, thế này, và cũng như để hỗ trợ và tạo thêm động lực cho những cái bạn trẻ để coi cái YouTube của mình. Không những là để những bạn này có thể đi đến phòng gym, bắt đầu tập luyện, cải thiện bản thân, mà trên nhiều cái mặt khác nữa, ví dụ về sự nghiệp, về công việc, về cuộc sống hay là những cái vấn đề thường ngày, thì mình mong rằng những cái video này mình mang lại những cái giá trị tốt cho các bạn, những cái điều tích cực nhất cho các bạn. Rất là cảm ơn bạn xem qua phần video này. Nếu bạn thích cái dạng video như thế này, kiểu như là không, mình cũng không có làm gì nhiều trong ngày hôm nay, đơn thuần là mình đi làm xong mình ra mình tập và mình quay lại cái buổi tập đó của mình hôm nay cho các bạn. Và cảm ơn bạn đã xem qua cái phần video này. Như mình nói, comment phía dưới cho mình biết là cái chủ đề nào bạn thích mình làm, hay là nếu thích cái dạng video giống như thế này thì comment cho mình biết luôn. Bất kỳ cái chia sẻ nào, bất kỳ cái khoảnh khắc hay là câu hỏi nào bạn có cho mình thì cứ comment ở phía dưới và like cái video này. Rất là cảm ơn các bạn đã suốt trong khoảng thời gian qua luôn ủng hộ cái channel của mình. Thì nếu bạn là người mới vào cái channel này và không biết gì nhiều về mình thì có thể coi thêm nhiều video nữa, rồi subscribe cái channel của mình nếu bạn thích cái style, thích cái dạng video của mình làm. Gặp các bạn trong video sau.